và Vũ Hoàng kính chào quý khán thính giả với bản tin truyền hình của Đài Á Châu Tự Do tối thứ hai, mùng 2 tháng 12 năm 2013. Chúng tôi mời quý vị theo dõi một số tin tức đáng chú ý. Thủ tướng Thái Lan tuyên bố không từ chức, không đàn áp biểu tình. Hoa Kỳ đưa phi đội săn tàu ngầm đến Okinawa. Kính thưa quý khán thính giả, Việt Nam sẽ giữ vững sản lượng sản xuất dầu thô ở mức độ 340.000 thùng một ngày trong một vài năm nữa. Đây là mức sản lượng mà quốc gia đạt được kể từ năm 2006 đó là nhận xét của hãng thông tấn Bloomberg đánh đi từ Việt Nam. Vẫn theo Bloomberg, dầu thô của Việt Nam hiện được khai thác trên thềm lục địa phía Nam, tại vùng mỏ lớn Bạch Hổ. Mới đây, công ty dầu khí Anh Quốc Soco được giao quyền khai thác một mỏ mới tên là Tê Giác Trắng. Các viên chức của Soco cho biết, giếng dầu Tê Giác Trắng cho sản lượng lớn nhất từ trước đến nay tại Việt Nam. Theo công ty BP cũng của Anh, thì trữ lượng dầu của Việt Nam đứng hàng thứ hai ở Đông Á sau Trung Quốc. Tuy nhiên, chuyên viên tư vấn và nghiên cứu David Thompson ở Singapore cho rằng tiềm năng dầu khí của Việt Nam lại nằm ở vùng biển sâu, khó khai thác hơn. Vùng biển sâu này lại nằm trong khu vực gọi là đường lưỡi bò do Trung Quốc vạch ra để giành chủ quyền ở Biển Đông. Xác phần tin quốc tế, thưa quý vị, không từ chức tiếp tục kêu gọi thảo luận để giải quyết căng thẳng chính trị là những điểm được Thủ tướng Thái Lan Jinglak Shinawatra nói đến trong cuộc họp báo ở Bangkok vào ngày hôm nay. Bà Trinh Lạc cũng nói chính phủ sẽ không sử dụng vũ lực để giải tán đoàn biểu tình. Nhưng ít giờ sau đó, Cố vấn An ninh Quốc gia của Thái là ông Paradon cho hay, cảnh sát đã sử dụng hơi cay, vòi rồng và bắn đạn cao su để chặn đứng đoàn người muốn chiếm văn phòng chính phủ. Trong cuộc họp báo, bà Thủ tướng Thái cũng cho biết quân đội đứng ngoài cuộc tranh chấp chính trị hiện giờ và các tướng lãnh muốn chính phủ và lực lượng chống đối, đối thoại với nhau để giải quyết căng thẳng càng sớm càng tốt. Tối ngày hôm qua, bà Trinh Lạc và lãnh tụ biểu tình là ông Suthep đã gặp nhau. Sau đó, ông Suthep cho những người ủng hộ biết ông còn nói với bà Thủ tướng Thái rằng đây sẽ là cuộc gặp duy nhất và ông tiếp tục chiến đấu cho tới ngày thành công, tức cho đến khi lật đổ được chính phủ. Thưa quý vị, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe sẽ thảo luận với Phó Tổng thống Hoa Kỳ Joseph Biden về kế hoạch phải thực hiện đối với việc Bắc Kinh vừa đơn phương đặt ra khu vực xác định phòng không buộc tất cả các phi cơ khi bay vào vùng không phận này phải thông báo cho trung quốc biết tin được giới truyền thông nhật phổ biến cho thấy một trong những đề tài sẽ được ông abe đưa ra vào sáng mai khi đón tiếp phó tổng thống hoa kỳ là việc tokyo không đồng ý cho các hãng hàng không dân sự phải tuân theo những quy định của bắc kinh trong khi washington lại đề nghị những công ty hàng không dân sự mỹ nên thi hành đúng những điều kiện mà bắc kinh đặt ra tức có sự khác biệt về chính sách giữa hai nước đồng minh tin tức ghi nhận được từ các viên chức cao cấp trong chính phủ Obama nói rằng họ đề nghị các hãng hàng không Mỹ làm điều này vì lý do an ninh. Cũng cần nói thêm là chiều hôm qua hãng không tấn John đưa tin nói, Seoul cũng ra quyết định rằng các hãng hàng không Nam Hàn sẽ không thông báo với Trung Quốc khi bay qua vùng trời mà Bắc Kinh vừa áp đặt. Một điểm đáng chú ý khác là một ngày trước khi Phó tổng thống Mỹ Joseph Biden đến Tokyo, chiếc phi cơ chuyên săn tàu ngầm P8 của Hoa Kỳ đã hạ cánh xuống căn cứ không quân Kadena ở Okinawa. Tin của tờ Japan Daily cho biết, đây là chiếc đầu tiên, năm chiếc còn lại sẽ đến Nhật Bản vào cuối tháng này. Vẫn theo tờ Japan Daily, việc Hoa Kỳ đưa phi đội chuyên săn tàu ngầm đến Nhật Bản đã được hai bên thảo luận với nhau từ trước nhưng sự xuất hiện của những chiếc P-8 vẫn được chú ý đến vì diễn ra trong lúc đang có căng thẳng ở Hoa Đông và chuyện Trung Quốc mới tự ý lập vùng xác định phòng không. Cũng liên quan đến không phận mà Trung Quốc mới lập, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Đài Loan cho hay đã thực hiện khoảng 30 phi vụ qua vùng trời đó mà không gặp cản trở nào từ phía Hoa Lục. Trả lời câu hỏi do các đại biểu quốc hội nêu lên, ông Nghiêm Minh, Bộ trưởng Quốc phòng Đài Loan còn nói rằng vùng xác định phòng không mà Trung Quốc mới thành lập lấn qua cả không phận của Đài Loan và chính phủ Đài Bắc đã lên tiếng phản đối điều này. Ông cũng nói rõ trong trường hợp máy bay của Hoa Lục vào không phận Đài Loan, Đài Bắc sẽ đưa chiến đấu cơ lên để yêu cầu máy bay Trung Quốc rời khỏi khu vực. Ông Bộ trưởng Nghiêm Minh cũng cho biết điều này chưa xảy ra. Quý vị vừa theo dõi bản tin truyền hình của Đài Á Châu Tự Do, tất cả những chương trình của chúng tôi đều được đăng tải và lưu trữ tại địa chỉ rfa.net. Nếu bị tường lửa ngăn chặn, mời quý vị vào địa chỉ achau tự do.info. Quý khán thính giả cũng có thể xem chương trình của đài bằng điện thoại di động tại địa chỉ vietnamese.rfa.org. Hoài và Vũ Hoàng xin kính chào tạm biệt.